Quang Hải chưa thể báo tin vui, đội tuyển Việt Nam rèn quân tại Chào Lửa. Huấn luyện viên đối thủ cảnh báo đội tuyển Việt Nam sắp gặp trở ngại cực lớn ở AFF Cup. Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022, ông Park có một lời chia tay đẹp. Quang Hải chưa thể báo tin vui, đội tuyển Việt Nam rèn quân tại Chào Lửa. Trở về Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng 0-6 trước Lào ở trận giao quân AFF Cup 2022, thầy trò ông Park Hang-seo không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho cuộc so tài tiếp theo. Đối thủ thứ hai của đội tuyển Việt Nam sẽ là Malaysia. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng nhất tại bảng B. Chiều ngày 24 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi làm quen với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở buổi tập này, ông Park Hang-seo đã có được đầy đủ quân số khi Hồng Duy và Quang Hải quay trở lại. Tuy nhiên thì trường hợp của Quang Hải lại đang phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ Hàn Quốc Choi Joo-jang. Trước đó, Quang Hải chỉ thi đấu tới phút 33 ở trận đấu gặp Lào, dù được ông Park Hang-seo rút ra nghỉ thay cho Văn Quyết. Kết quả kiểm tra cho thấy tiền vệ sinh năm 1997 chỉ bị quá tải cơ, nhưng không quá quan ngại. Điều này vẫn chưa rõ Quang Hải có thể thi đấu ở trận đấu gặp Malaysia ngày 27 tháng 12 tới hay không. Cái tên còn lại là Hồng Duy đã có thể tập luyện cùng toàn đội và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Tuy nhiên cơ hội để ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai đá chính ở trận đấu gặp Malaysia là không cao khi mà Văn Hậu đang chơi rất tốt. Tương tự như vậy, khi mà cánh phải chắc chắn sẽ được tin tưởng giao cho Hồ Tấn Tài. Để giúp cho các cầu thủ giữ được sự tập trung trong suốt buổi tập, nên đội tuyển Việt Nam được ông Park Hang-seo chỉ đạo tập luyện ở các vị trí cách xa nhau với khu vực tác nghiệp của truyền thông. Hiện tại sân vận động Mỹ Đình vẫn đang có những sự xuất hiện của các công nhân để đảm bảo những hạng mục của sân sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Malaysia và không để xảy ra những sự cố hy hữu. Sau buổi tập này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn có thêm hai buổi tập khác trước khi chính thức chạm trán Malaysia. Dầu vàng đang có lợi thế về thể lực so với đối thủ khi được nghỉ ngơi ở lượt trận thứ hai, trong khi Malaysia phải liên tiếp di chuyển giữa sân nhà và sân khách ở ba lượt trận đầu tiên. Huấn luyện viên đối thủ cảnh báo đội tuyển Việt Nam sắp gặp trở ngại cực lớn ở AFF Cup. Huấn luyện viên trưởng Anthony Hay tỏ rõ sự không hài lòng khi đội tuyển Myanmar phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo của sân Jalan Besar Singapore. Như thông tin đã đưa trước đó thì do sân vận động quốc gia bận tổ chức show ca nhạc nên Singapore sẽ sử dụng sân Jalan Besar làm sân nhà tại AFF Cup 2022. Ngoài việc khán giả của sân chỉ có 6.000 chỗ ngồi thì sân vận động này còn có sự có mặt của cỏ nhân tạo để có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương hơn. Trước trận đấu phải làm khách của Singapore, huấn luyện viên trưởng Antonio Hay của Myanmar cũng bày tỏ sự lo ngại của mình về vấn đề này. Chính mặt sân này đã khiến cho hai cầu thủ trụ cột của Singapore vừa qua đã dính chấn thương và không thể thi đấu ở AFF Cup 2022. Đây là lý do tôi không quá thích chơi mặt sân này. Quả thật là nó không phù hợp với những trận đấu có tính chất căng thẳng như hiện nay và rất nguy hiểm đối với các cầu thủ. Đấy chính là vấn đề đã tồn đọng suốt 15 năm qua và nếu như mà sân nhân tạo thực sự tốt thì sao nó không được dùng cho các giải đấu lớn như World Cup, Asian Cup hay Champions League. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách ở trên sân vận động Jalan Besar ở trận đấu thứ 3 của mình tại AFF Cup. Trước đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng sau khi tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếp đến có được 3 điểm trọn vẹn, cứ đi tiếp vào bán kết cùng với ngôi nhất bảng B là cực kỳ sáng cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, do lo ngại về chấn thương, VFF cũng đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có những yêu cầu về việc các đội tuyển tham dự AFF Cup nên ưu tiên sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, tuyển Singapore cũng rơi vào trường hợp bất khả kháng khi không thể sử dụng sân vận động quốc gia có mặt cỏ tự nhiên, sức chứa lên đến 55.000 khán giả vì bận tổ chức các hoạt động giải trí. Đội tuyển Việt Nam hiện tại có 2 trường hợp chấn thương là Hồng Duy và Quang Hải, nhưng không quá nghiêm trọng. Ở bảng B cũng có 2 cầu thủ đá chính khi nói lời chia tay sớm với AFF Cup vì chấn thương, đó là Billy Ketkel Phomphol và Khuzami Pie của Malaysia. Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022, ông Park có một lời chia tay đẹp. Trò chuyện với South Star vào sáng ngày 24 tháng 12, Hải Anh nói: "Tôi có xem lượt trận đầu tiên của AFF Cup 2022, tôi nghĩ Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 và nói lời chia tay đẹp với ông Park trong bóng đá Việt Nam." Hải Anh phân tích: "Tuyển Việt Nam so với năm ngoái có thêm nhiều cầu thủ giỏi, bởi Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Quyết, Văn Lâm đã quay trở lại. Tuấn Hải lần đầu đá AFF Cup sẽ mang đến một làn gió mới trên hàng công. Dù Công Phượng không thể tham dự là một sự thiếu vắng đáng tiếc. Nhưng một cách toàn diện, tuyển Việt Nam không có điểm yếu, từ thủ môn cho đến hàng công đều sở hữu những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á. Lực lượng của tuyển Việt Nam đúng như ông Park nói là có nhiều cầu thủ đá được các vị trí khác nhau. Mỗi vị trí đều sở hữu ít nhất 2 cầu thủ giỏi. Chiến thắng trước Lào đã phản ánh đầy đủ về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Không phải về tỷ số mà ông Park đang có lực lượng không đồng đều. Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức. Rời sân thì có Văn Thanh, Văn Toàn, Văn Quyết, Tuấn Anh và Tuấn Hải thay thế. Cá nhân tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup do mạnh hơn phần còn lại. Huấn luyện viên Park sẽ có lời chia tay đẹp cùng với bóng đá Việt Nam. Đó cũng là mong muốn của người hâm mộ cùng các thành viên tuyển Việt Nam để thay lời cảm ơn đến ông Park.
Trước câu hỏi về các đối thủ gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, hai anh nói: Thái Lan đã yếu đi rất nhiều so với năm ngoái. Huấn luyện viên Paul King không có Supachok và Sutrat, Chawat Veerarat, Chanathip, Jonathan Khemde, Thanawat Suechithawun. Tôi nghĩ là vắng Supachok, Thanawat và Chanathip khiến cho Thái Lan giảm đi sức mạnh đáng kể. Tài năng của Chanathip là không có gì phải bàn cãi cả. Anh ta là tài năng lớn nhất của Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Hai đối thủ khác gồm Indonesia và Malaysia có thể đáng xem hơn Thái Lan. Indonesia thì đang thay đổi mạnh cùng ông Sitayong, nhưng tôi không thấy được sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Indonesia. Có lẽ phải chờ Indo đối đầu với Thái Lan để nhận định rõ hơn về sức mạnh của họ. Tôi vẫn đánh giá Indonesia chưa đủ sức cạnh tranh trước vô địch với tuyển Việt Nam. Với Malaysia thì ông Kim Pangol được chờ đợi thay đổi so với giải đấu lần trước. Tuy nhiên thì huấn luyện viên trưởng Kim Pangol cần phải có con người giỏi thì mới làm nên chuyện. Malaysia bây giờ không có thêm nhiều gương mặt nổi bật giống Việt Nam và Thái Lan. Điều chờ đợi nhất có lẽ là khả năng phòng ngự và tính kỷ luật dưới thời huấn luyện viên Kim Pangol. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam đang mạnh hơn so với năm ngoái, Thái Lan thì yếu đi. Indonesia và Malaysia chưa thể thách thức tuyển Việt Nam. Hải Anh kết luận.